Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm Limited mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải ghi bàn được tất cả các map luôn, thì nó mới hiện cái thành tựu cho các bạn và các bạn mới claim được cái vật phẩm nha các bạn. Thì mình có một cái mẹo để các bạn có thể búp được trong cái game này các bạn. Thì trước khi mà bắt đầu trận đấu ấy, thì các bạn bật cái ship lock lên nha các bạn. Thì các bạn bấm vào phần Roblox ấy, phần cài đặt Roblox. Xong cái dòng đầu tiên luôn các bạn, cái dòng đầu tiên ở bên phần setting thì nó sẽ là cái ship lock các bạn. Thì nó đang off thì các bạn bật on lên nhé. Thì xong rồi các bạn bấm bắt đầu chơi game. Sau khi các bạn bấm bắt đầu chơi game á, thì các bạn tắt ship lock đi rồi các bạn di chuyển. Khi mà các bạn di chuyển xong rồi á, thì các bạn có thể bật ship lock lên lại. Còn nếu mà các bạn không bật ship lock á, thì các bạn không thể di chuyển được. Và bắt buộc á, là các bạn phải đánh các bạn phải đánh sao cho đủ khi mà các bạn vào lưới là được. Còn như này, nếu mà các bạn bật ship lock lên á, rồi các bạn di chuyển tới ngay tới gần đích luôn, thì các bạn chỉ cần đánh một phát thôi là các bạn có thể ghi bàn rất là dễ luôn các bạn. Nên là nếu mà bạn nào mà muốn lấy cái vật phẩm này nhanh á, thì các bạn có thể làm theo mình, hoặc là các bạn ưng chơi kiểu bình thường thì các bạn vẫn có thể chơi bình thường nha các bạn. Nhưng mà nó thực sự là rất là khó nha các bạn. Tại vì nó có cái số lượng cái lần đánh thôi. Ví dụ như một map nó chỉ cho các bạn đánh bao nhiêu lượt đó là các bạn phải ghi bàn được. Còn nếu mà không ghi bàn được thì nó sẽ qua map tiếp theo các bạn. Có nghĩa là các bạn chưa ghi bàn được map đó thì nó sẽ không cho các bạn claim vật phẩm nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.